Mỹ điều tàu sân bay, máy bay chiến đấu và nhiều nguồn lực khác tới Địa Trung Hải nhằm nhanh chóng tăng cường sức mạnh quân sự cho Israel để đáp trả Hamas cũng như răn đe đối thủ trong khu vực. Chỉ vài giờ sau khi nhóm vũ trang Hamas mở cuộc tấn công kết hợp rồi tràn sang lãnh thổ Israel hôm 7 tháng 10, Lầu Năm Góc thông báo họ điều tàu sân bay USS Sarah L. 4 cùng các tàu chiến hộ tống tới gần Israel ở Địa Trung Hải. Thời điểm này, USS Sarah L. 4 vừa hoàn thành cuộc tập trận với Hải quân Ý và nhận được lệnh lên đường với thủy thủ đoàn khoảng 5.000 người. Tàu sân bay USS Sarah L. 4 là trung tâm chỉ huy, kiểm soát chính và có thể tiến hành chiến tranh thông tin. Máy bay giám sát E-2 Hawkeye cất và hạ cánh xuống USS Sarah L. 4 với nhiệm vụ cảnh báo sớm về các vụ phóng tên lửa, tiến hành giám sát và quản lý không phận. Chúng không chỉ phát hiện máy bay đối thủ, mà còn góp phần chỉ đạo các động thái tiếp theo của Mỹ. Tàu sân bay USS Sarah L. 4 còn mang theo máy bay chiến đấu F-A-18, có thể bay đánh chặn hoặc tấn công mục tiêu. Trên tàu sân bay còn có một bệnh viện với khoảng 40 bác sĩ. AP còn cho biết Mỹ tiếp tục điều thêm tàu sân bay thứ hai mang tên USS Dwight D. Eisenhower để hỗ trợ đồng minh. Tàu sân bay này sẽ rời cảng Norfolk ở bang Virginia, Mỹ vào ngày 13 tháng 10. Tàu USS Dwight D. Eisenhower có thể biên chế tới 8 phi đội tiêm kích F/A-18I, các trực thăng tấn công hàng hải và khoảng 6.000 thủy thủ. Nhiệm vụ chính của các tàu sân bay và máy bay chiến đấu của Mỹ tới Israel lúc này là thiết lập lực lượng nhằm ngăn chặn Iran, nhóm Hezbollah. Lợi dụng tình hình, AP bình luận, không chỉ nhanh chóng điều hai tàu sân bay tới Địa Trung Hải, Mỹ còn hỗ trợ một số nhân sự và đạn dược cho Israel. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin thông báo, một đơn vị nhỏ của lực lượng hoạt động đặc biệt hiện đang hỗ trợ Israel về thông tin tình báo và lập kế hoạch. Mỹ cũng đang đẩy nhanh cung cấp đạn dược cho hệ thống phòng không vòm sắt của Israel. Theo Raytheon, Israel có 10 hệ thống vòm sắt để bảo vệ các vùng lãnh thổ của mình. Lầu Năm Góc cũng đã đặt mua thêm máy bay chiến đấu để tăng cường cho các phi đội A-10, F-15 và F-16 hiện có tại các căn cứ trên khắp Trung Đông và sẵn sàng bổ sung nếu cần. Hamas chuẩn bị cho cuộc xung đột kéo dài. Israel ngày 12 tháng 10 tuyên bố đang chuẩn bị một cuộc tấn công trên bộ vào dải Gaza để tiêu diệt nhóm vũ trang Hamas. Xung đột giữa đôi bên đã bước sang ngày thứ 6. Tại Israel, hơn 1.300 người đã thiệt mạng và hơn 3.300 người bị thương. Ngoài ra, khoảng 200 người khác bị bắt làm con tin, tờ Time of Israel cho biết. Số người thiệt mạng và bị thương ở Gaza lần lượt là hơn 1.200 và hơn 5.000. Israel nhận định Hamas đang chuẩn bị cho cuộc xung đột kéo dài với Israel. Bằng chứng là số rocket bắn từ Gaza đã giảm xuống. Theo người lao động, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.